Quý vị và các bạn quá cùng em thân mến, Gillette, một trong thương hiệu nổi tiếng đến từ Singapore và trong lĩnh vực âm thanh thì đã có rất nhiều những cái sản phẩm mà phụ kiện audio đã giới thiệu đến quý vị và các bạn quá cùng em. Và clip này về phụ kiện audio hãy lên cho quý vị và các bạn quá em một con đầu giải mã chính hãng của Gillette Singapore, một con đầu giải mã giá rẻ, giải mã 24 bit này, trang bị Bluetooth 5.1 này, có cả cổng USB và một trong những cái sản phẩm chính hãng được bảo hành 12 tháng và cho chất lượng âm thanh cũng rất là tốt này, và một trong những cái mẫu đầu giải mã mà có Bluetooth mà có giá rẻ nhất, giá tốt nhất của Gillette hiện nay. Đầu giải mã của Gillette này thường được trang bị những cái linh kiện ngoại nhập chất lượng cao với những linh kiện tốt nhất hiện nay để mang đến cho quý vị và các bạn quan nghe với những cái chất âm này cực kỳ trung thực và những tiếng âm chất âm này cực kỳ hay đều tất cả các giải nhé. Anh em mà đang sử dụng những cái bộ chuyển đổi quang thông thường này hay là những con DAC giải mã kém chất lượng này, thay vào đó là anh em nên sử dụng những con đầu giải mã của Gillette, chất âm mới được cải thiện hơn rất là nhiều nhé. Một trong những cái mẫu đầu giải mã với những phân khúc giá cũng rất là tốt của Gillette Singapore và vẫn là một cái màu đen truyền thống vô cùng tinh tế, vỏ thì được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối rất là chắc chắn nhé, đẹp, thiết kế góc cạnh này rất là sang và thông tin của sản phẩm được thể hiện rất là rõ ở phía mặt dưới với model Gen 609 Pro Made in Singapore, được sản xuất tại Singapore nhé. Đó. Và tất cả những cái mẫu đầu giải mã của Gillette đều được sản xuất tại Singapore, bảo hành 12 tháng. Mặt dưới thì cũng bao gồm 4 cái đệm mút cao su chống trơn trượt này, 4 cái chân để trên thiết bị chống trơn trượt. Và phía mặt trên thì có logo nhà sản xuất của Gillette, đấy, có một cái logo của Gillette này. Con này nó USB này, Hi-Fi Audio, Hi-Fi này, Digital Audio Decoder này. Đó. Và mặt đằng trước như này cũng là hợp kim nhôm nhé, nguyên khối rất là chắc chắn này, có một đường audio out là đường 3.5 và một cái nút set để chuyển các chế độ với các chế độ tương ứng ở bên cạnh, Bluetooth hay USB, optical cổng quang này hay là Casio cáp đồng trục này. Con này thiết kế đặc biệt này, không cần cái nút căn chỉnh mà nó tự động, nó là cái chất lượng âm thanh hay nhất và cái mức volume lớn nhất. Anh em mà muốn căn chỉnh âm lượng thì căn chỉnh qua âm ampli hoặc là qua những cái thiết bị khác như điện thoại đấy, sử dụng điện thoại Bluetooth ấy, để có thể căn chỉnh âm lượng qua đó. Nên con này thì không lược bỏ cái nút căn chỉnh âm lượng nha, vì nó auto của nó là cái chất lượng hay nhất và cái mức âm lượng lớn nhất. Mặt sau là cổng nguồn và các cổng kết nối đường in và đường out. Con này sử dụng nguồn 9-12V và sẽ có adapter nguồn đi kèm, và khuyến cáo anh em nên sử dụng đúng cái củ nguồn đi kèm để thiết bị hoạt động một cách tốt nhất. Anh em mà sử dụng sai của nguồn thì rất dễ bị chập, bị cháy thiết bị hoặc là thiết bị có thể sẽ không hoạt động. Anh em nên sử dụng đúng củ nguồn. Input thì một con đường Bluetooth phía trên này, một đường USB in này, optical cổng quang này, Casio cáp đồng trục này, hay một đường output audio out là đường RCA, đường AV và được đánh dấu left right trái phải này, và tất cả các cổng kết nối này đều được mạ vàng. Anh em mà sử dụng đường USB thì sẽ chọn đúng USB, hoặc Bluetooth thì chọn đúng Bluetooth, hoặc tương tự vậy, cổng quang hay cổng đồng trục cũng vậy. Anh em mà kết nối với ngõ vào âm thanh cổng nào thì anh em sẽ chọn đúng cái ngõ vào âm thanh là cổng đó, kết nối với nguồn điện này, rồi optical cổng quang này. Anh em mà chuyển này, anh em cứ ấn nút set này, đấy, ví dụ con Casio hoặc là cáp đồng trục này, anh em chuyển cáp đồng trục này hay là chuyển về Bluetooth hay USB. Và Bluetooth hoặc là USB mà chưa có kết nối thì cái đèn này nó sẽ nháy, nó sẽ báo nháy, và khi đã có kết nối với thiết bị thì cái đèn nó sẽ không nháy nữa. Còn sử dụng Bluetooth thì anh em chỉ cần bật Bluetooth trên thiết bị, ví dụ trên điện thoại, sau đó tìm và kết nối với con này là sử dụng, hoặc USB thì anh em cứ cắm trực tiếp USB vào phía đường cổng USB là sử dụng rồi, rất là dễ. Cáp quang này kết nối vào cổng, sử dụng cổng quang thì dùng cái dây quang này để cắm vào cổng quang này, và cùng với đó là một cặp dây tín hiệu, cặp dây xe đấy AV để lấy tín hiệu xuống âm ly, cái AV của Hitachi bãi Nhật này, cắm lấy tín hiệu âm ly, cắm vào cái đường out của nó này. Cái lối của này cũng rất là dễ thôi, đơn giản, cực kỳ đơn giản. Đã kết nối xong nhá, đường tín hiệu đầu vào và đường tín hiệu đầu ra này, nguồn này và bật âm ly này. Đấy. Và con này đang ở chế độ Bluetooth USB và chắc anh em cùng cảm nhận chất âm qua đường cái cổng optical cổng quang, sẽ chuyển nút set chuyển sang chế độ optical cổng quang này.
Đấy, chuyển sang cơ sở của cán đường trục là chưa có cổng kết nối, sẽ không có tín hiệu đâu. Hoặc là Bluetooth, USB cũng vậy, là không có kết nối, chưa cổng kết nối và chuyển sang optical cổng quang. Quý vị và các bạn vừa được cảm nhận chất âm của con DAC giải mã chính hãng của Gillette Singapore GN609 Pro, một con giải mã cổng quang trang bị Bluetooth 5.1 có cả cổng USB và sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng và chỉ có 890.000 một bộ anh em ạ. Giá cực kỳ tốt, chỉ có 890.000 một bộ. Miễn phí vận chuyển cho tất cả các vùng miền cho anh em. Và ngoài những cái phụ kiện đi kèm thì anh em mà cần thêm những cái dòng dây tín hiệu, ví dụ dòng dây RCA, dòng dây AV của Hitachi bãi Nhật để kết nối xuống âm ly, những cái một bộ dây AV của Hitachi bãi Nhật này dài là 1 mét đã để là 250.000, anh em mà lấy cùng với DAC thì để cho anh em với giá cũng cực kỳ ưu đãi, chỉ còn có 200.000 một bộ thôi. Hay là những dòng dây optical, dòng dây quang của Hitachi bãi Nhật ấy, dài là 1,5 mét cũng chưa đến 200.000 một sợi đâu, anh em mà lấy cùng với DAC thì để cho anh em với những giá tốt nhất hiện nay đó. Và trên đây thì phụ kiện audio có giới thiệu đến quý vị và các bạn có nghe một cái mẫu đầu giải mã độc lập chính hãng của Gillette Singapore GN609 Pro. Và mọi thông tin phối ghép cũng như tư vấn đặt hàng thì anh em có thể liên hệ với phụ kiện audio theo số điện thoại phía dưới này 0835318889, cửa hàng là 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn của anh em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn của anh em trong những video clip kế tiếp nhé.